Ảnh thật và chưa qua chỉnh sửa của sao Simit. Đàm Thùng Vận là minh tinh có trạng thái tốt nhất. Đầu năm Quý Mão, hàng loạt hoạt động sự kiện diễn ra với sự góp mặt của dàn sao Hoa ngữ đỉnh đám như thịnh điển phim truyền hình Trung Quốc hay liên hoan phim quốc tế Con đường tơ lụa. Cũng trong những buổi lễ này, ekip nghệ sĩ truyền thông thi nhau đăng tải hình ảnh của minh tinh. Nhân đây hãy cùng chúng tôi điểm qua ảnh đã và chưa qua chỉnh sửa trên thảm đỏ của dàn sao Simit để xem trạng thái của họ thế nào nhé. Dương Mịch. Nếu trong phim mới Định luật 80/20 của tình yêu, Dương Mịch vẫn phải tranh luận về làn da kém săn chắc, phong độ giảm sút, đứng cạnh Hứa Khải trông như gì cháu thì đến với sự kiện gần đây, trạng thái của nữ diễn viên vô cùng tốt. Tham gia sự kiện, cô khoác lên mình trang phục vải đen cúp xẻ tà, trông thật nho nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng quyến rũ, toát lên sức hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành. Thành Nghị. Tham dự sự kiện đêm hội, điểm nóng Baidu, Thành Nghị cùng Dương Tử nhận được giải diễn viên có sức ảnh hưởng nhất năm nhờ tác phẩm Trầm Vụn Hương Phai. Với những gì đạt được trong năm 2022, giúp anh trở thành diễn viên đầy triển vọng của năm 2023. Thành Nghị trong tạo hình cổ trang luôn toát lên thần thái lạnh lùng, đầy chất thần tiên, thì đến với tạo hình hiện đại anh cũng điển trai không kém. Tay trang đen, phối với khăn quàng lụa trong Thành Nghị, thật mị hoặc làm sao. Đàm Tùng Vận. So với Đàm Tùng Vận của ngày xưa, tạo hình thảm đỏ không được bắt mắt, danh tiếng và độ thảo luận cũng không bằng tiểu hoa 9X như Dương Tử hay Địch Đệ Nhật Ba, thì Đàm Tùng Vận của ngày nay bước đi càng trầm ổn, với sự thành công của hàng loạt tác phẩm, trạng thái tốt cùng gương mặt trẻ mãi không già. Nói không hoa cho chúng tôi thấy dù ảnh đã hay qua chỉnh sửa, của cô chẳng khác gì khác biệt. Thế nên nữ diễn viên mới được khen ngợi là minh tinh có trạng thái tốt nhất trong sự kiện thịnh điển truyền hình Trung Quốc. Kim Thần. Mỗi lần Kim Thần tham dự thảm đỏ thì thân hình của cô luôn là đề tài thu hút nhiều sự thảo luận từ phía dân mạng, và thịnh điển truyền hình Trung Quốc năm nay cũng không ngoại lệ. Trang phục vài đuôi cá ôm sát cơ thể, giúp tôi nên thân hình mảnh khảnh và vòng eo thon, giúp cô nàng toát lên thần thái sang chảnh và quý phái. Các bạn biết không, thật ra Kim Thần và Đàm Tùng Vận cùng tuổi, vì vậy mỗi khi cả hai xuất hiện chung đều khó tránh khỏi bị so sánh, tuy cùng tuổi nhưng phong cách hoàn toàn khác, một người mang nét đẹp trưởng thành, còn người kia đầy cảm giác thiếu nữ. Tuy vậy cả hai đều chăm sóc nhan sắc rất tốt. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.